Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, bộ đồng phục trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của các doanh nghiệp. Mang đồng phục không chỉ biểu đạt tính chuyên nghiệp, đồng nhất của tổ chức, mà theo thời gian, nó còn trở thành biểu tượng của các doanh nghiệp, là một phần không thể tách rời của việc xây dựng thương hiệu cho các đơn vị. Luôn trăn trở để nâng cao chất lượng bộ đồng phục của doanh nghiệp Việt, năm 2009, ông Đỗ Hữu Thanh đã thành lập công ty Sư Tử Vàng nhằm từng bước nâng cao từ chất liệu đến kiểu dáng cho trang phục của người Việt. Với nhiều năm dày công nghiên cứu nhiều ngành nghề, công việc khác nhau, công ty biết được đặc thù sử dụng đồng phục của mỗi nghề, đòi hỏi nhà sản xuất phải thật nhạy bén khi thiết kế. Hơn nữa, trang phục đó phải tạo được độ thoải mái, chất liệu bền đẹp. Hơn hết là phải làm bật lên được giá trị thương hiệu của đơn vị. Bên cạnh đó, công ty đã khởi xướng chương trình chung tay nâng cao chất lượng đồng phục người Việt Nam. Chương trình sẽ hỗ trợ tư vấn thiết kế và may bộ mẫu đồng phục hoàn toàn miễn phí cho các trường học và doanh nghiệp tham gia chương trình này. Với công ty Sư Tử Vàng, mỗi bộ đồng phục trước khi đến với tay người sử dụng đều được công ty xem xét kỹ lưỡng về mẫu mã, chất liệu, cũng như xem xét có phù hợp với văn hóa doanh nghiệp đó hay không. Hướng tới mục tiêu sử dụng đồng phục cao cấp của người Việt trong tương lai, công ty đã mạnh dạn đầu tư nhiều máy móc công nghệ tiên tiến với đội ngũ thiết kế có tài năng và tâm huyết, góp phần xây dựng một thương hiệu thời trang vững mạnh. Với những cố gắng không ngừng nghỉ, công ty may Sư Tử Vàng đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá và có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường may mặc nội địa, phấn đấu trong tương lai trở thành một địa chỉ sản xuất đồng phục mang tầm cỡ quốc tế. Công ty trách nhiệm hữu hạn may Sư Tử Vàng cần tuyển gấp thợ may tại Sài Gòn. Mô tả công việc, thực hiện các công việc tại xưởng như cắt chỉ, cắt rập, đóng gói thành phẩm, trải vải, đóng hàng, sẽ trao đổi thêm khi gặp phỏng vấn. Yêu cầu công việc, giới tính nam, nữ, độ tuổi từ 18 đến 35, không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo những công việc liên quan đến ngành may, cần cù, siêng năng, chịu học hỏi, nhanh nhẹn, thật thà. Quyền lợi được hưởng, mức lương từ 5 đến 8 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể các khoản thưởng và phụ cấp. Được hưởng các quyền lợi theo quy định của công ty, làm việc trong môi trường năng động, sẽ được đào tạo thành thợ có tay nghề, thợ khuy nút, thợ cắt vải, nhân viên kiểm hàng, KCS. Bao cơm trưa, có chỗ ở lại tại công ty, dành cho nhân viên ở xa, hỗ trợ xe về quê Tết, thưởng trước và sau Tết. Được tham gia các hoạt động thi đua của công ty như tiệc tất niên, tiệc mừng công ty đạt chỉ tiêu doanh số. Du lịch định kỳ hàng năm, yêu cầu hồ sơ bao gồm đơn xin việc, đơn xác nhận hành kiểm, sơ yếu lý lịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân, công chứng, giấy khám sức khỏe, hình 34. Thông tin chi tiết về công việc vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn may Sư Tử Vàng, địa chỉ 81 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ 0946 983 568, gặp chị Ngọc Thanh. Vui lòng truy cập website việclamnambo.vn để biết thêm thông tin chi tiết và thời hạn nộp hồ sơ. Xin chân thành cảm ơn.